ai làm cho con nè? Mẹ con là... mẹ con tên gì? Ai dạ quá. Rồi bây giờ tiếp theo, chúng ta thấy có một cái lồng đèn rất là to, cái lồng đèn hình máy bay. Rồi bây giờ không giống nha. Rồi rồi con tên gì? Lồng đèn của con đó là ai, do ai làm? Rồi từ đâu mà con có cái ý tưởng là làm lồng đèn hình máy bay nè? Biết hả? Rồi rồi mời con. Con bây giờ cái lồng đèn này ai làm cho con? Lồng đèn này hình gì nè? Rồi ai làm cho con? Trời ơi giỏi quá. Rồi con ai nữa? Con ai? Ô chúng ta thấy một lồng đèn lồng đèn này cũng làm từ con có biết lồng đèn này làm từ gì không? Con tên gì? Con ra đây nè. Có gì hả? Rồi bây giờ như vậy đi. Bây giờ chúng ta sẽ có ba giải ba. Bây giờ là mình sẽ tất cả quý vị ở đây đều là ban giám khảo hết. Chúng ta sẽ vỗ tay nha. Vỗ tay xem là đồng đàn nào được nhiều tiếng vỗ tay nhất. Được giải nhất. Nhiều tiếng vỗ tay nhì thì được giải nhì. Nhiều tiếng vỗ tay ba là giải ba. Tất cả còn lại là mình giải thích. Nhưng mà tiêu chí đầu tiên là phải là ba. Một giải nhì và một giải nhất. Rồi các con cùng giơ cao đồng đàn của mình lên. Xin chào một tràng vỗ tay thật là lớn nha. Rồi chúng ta cùng công bố giải nhì nha. Lồng đèn giải nhì sẽ là lồng đèn rất là nhiều màu sắc ở đây. Đây là lồng đèn cùng công. Rồi mời con, chúc mừng con. Rồi đây là lồng đèn giải nhì. Và lồng đèn giải nhất là có hình con thỏ và có số 2017. Xin chúc mừng bạn. Rồi chúng mình đi qua. Tất cả các con lồng đèn còn lại sẽ được giải quyết và cũng sẽ được nhận rất là nhiều phần quà nha. Nhất là của bạn Phong. Bạn Phong. Bạn Phong. Rồi, chúc mừng Phong. Rồi, Nhi. Nhi là bạn bé gái bên này. Rồi, ba giải ba là lồng đèn máy bay, lồng đèn bông hoa và lồng đèn ngôi nhà có hình dây LED. Rồi xin chào một ngày hôm nay, chúc mừng tất cả các bạn đồng giải nào. Các bạn nhớ tới đồng đèn mà mình lựa chọn nha. Rồi bây giờ là tới một tiết mục rất là quan trọng, đó là tiết mục phá cổ đêm nay. Xin mời tất cả các bạn nhỏ mình cùng lên đây nào. Xin mời tập hợp nào phần ngay tốn đã đến rồi các bạn ơi. Rồi, xin mời tất cả các bạn nhỏ mình cùng lên chung vui nào, lên phát cổ nha. Xin mời, rồi, bây giờ chúng ta sẽ một hàng vòng tròn. Vòng tròn có một cái ấm. Cái ấm mở giữa vòng tròn. Đi sao cho tròn cho méo. Để vòng tròn đừng méo đừng vô. Nào xin mời các nhỏ. Rồi mời các con. Rồi đi vô nha. Rồi xin mời cho âm nhạc lên để tụi mình cùng phát cổ đi nào. Rồi có thể là chúng ta nha. Rồi xin mời các nhân vật con thích mình ra cùng phát cổ các em nào. Xin mời được chưa? Bắt đầu nha. Mời bạn nhỏ nào chưa tham gia vào vòng tròn không? Không nào? Kia.